Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Rồi, bây giờ cả gia đình mình sẽ đi vô cái tham quan cái Ripley Aquarium của Canada này để cho chay tham quan cá đồ này kia ha cô chú ha. Nó cũng gần đối diện với lại sát bên hàng xóm của cái chỗ CN Tower. Vô đây cho chay nó coi cá, lâu quá rồi nó cũng chưa được coi cá mà cũng tham quan thử coi có gì sao làm sao. Chà, bước đi nhanh gọn lẹ ghê chưa. Ôi chà, quá lẹ. Đây là toàn cái khung cảnh bên dưới của cái chỗ aquarium entrance. Ở trong đó có hồ cá con ha. Rồi ok, đi vô coi. Có vậy mà có mẹ. Đây này người ta để cái này là cá của Tùng hàng xách tay Mỹ nè. Cá này cá câu của nó khoái đó. Chay đâu rồi? Chay. Nè đây nè, quá trời hồ cá luôn. Ở bên kia cũng có cá nữa mà cá cũng bự hơn. Đi Quỳnh đang đứng vô chỗ ship hàng để mua vé rồi. Ở trên đây thiết kế cái nhìn giống như mấy con cá đang bơi lội nhìn đẹp ha. Wow, cái con cá này đẹp nè. Rồi cá này đẹp nè, đâu rồi, nó bay đi, nó mất tiêu rồi. Cá này cái đuôi đẹp quá, đây nè. À, đẹp ghê không? Hay. Chạy con cá đẹp không con? Anh em theo bát đi chụp hình nha. Rồi, đi Quỳnh mua vé xong rồi, bây giờ mình sẽ đi, ok, where? Go straight. Ok, let's go. You go. Five tickets. Okay. One, two, three, four, and five. There you go. Thank you. Rồi bây giờ vô đây là bắt đầu đi tham quan thử được rồi đó. Đây là chơi đi. Đi tham quan đi con. Wow, nguyên cái bể cá kìa, nhìn đẹp dễ sợ chưa. Đi từ từ đi xuống con. Cái này nói chung là cái khu cho con nít nó vô nó chơi đồ này kia nhiều. Con nguyên một cái bể cá đẹp ghê cho mẹ. Bãi cá, chay coi cá kìa chay. Cá này cá gì ta? Daddy, how much for ticket? For everybody it was $213. $200 cho 5 người. Coi cái hồ cá này đó nha. Yeah. $200 là cỡ khoảng 5 triệu đồng đó mọi người. Đó để báo giá cho mọi người xem để mọi người biết được cái để mà mốt có đi qua đây mình coi á, cái mình biết cái tiền vé để vô là bao nhiêu. 4 người lớn với lại 5 đứa nít khoảng $200. Ủa con cá này cá gì ta? Mắc cười quá. Cá mập hả? Không, không phải cá mập đâu. Cá mập là cái gì? Ủa, nó bơi kìa. À, con cá này nó mũi nó dài nè. Mũi dài nè. Ồ, có con cá, hai con hồ, hai mũi dài đang rồi chéo nhau kìa. Cá gì lạ hả ta? Con cá này hay nhìn giống như con cá tầm vậy mẹ. Giống quá, nhìn con này giống cá tầm quá. À, ở dưới đây. Đó, đúng rồi, đó chắc cá tầm lớn, cá tầm nhỏ quá. Wow, JD, come over. Take a picture. Oh, yeah. Hai con khác nhau, con không phải giống. Hai con khác nhau nè. Quá bự luôn. Chay xe cái tay ra coi dài cỡ nào. À, cái con cá này giống cá thật bơn. Con này nhìn giống con thật bơn nè. Trong hồ có một mình nó hả? À, không, có mấy đứa lận. À, con cá kìa. Mẹ ơi. Không, không, để mẹ coi có con này phải con thần bơn không? Đúng rồi đó, nhìn nó giống thần bơn ghê. Ủa, con sát đất rồi hả bạn? Chay đi, lật. Wow. Ồ, thấy chưa, các bạn thấy con cá này nó nằm im ở dưới vậy kiểu này không? Nằm nghiêng luôn ha. Nó nằm, con này thần bơn nó đúng nó luôn á.
Ở trong chợ á, trong chợ con nhớ có bán cái con mấy cái con này nè. Con nhỏ đúng không? Dạ. Ôi cô chỉ nằm kìa. Nhưng mà nó cũng nghĩ nó chung một loại luôn á. Nên nó mới nằm vậy chứ con này cũng nằm nữa nè. À qua tới cái này để con coi. Con này con gì đây? Cháy cháy, lại có con này con gì cháy? Ủa của nó nằm ở trong cái hang bự với sữa chưa kìa. Mẹ, mẹ coi nó bự chưa kìa mẹ. Ồ, tông hồng. Đây là con tông hồng đi cháy. Cháy, con này con gì cháy? Thấy con nhỏ. Thấy con nhỏ nào cháy? Con này con gì đây cháy? Con tâm hồng. Nói lớn lên. Con tâm hồng. Tâm hồng, đúng rồi. Wow, nó nằm trong hang, nó trốn trong hang rồi nè. Mà người ta cũng để cái đèn sao cho sáng sáng để mình nhìn thấy tâm hồng nó nằm ở trong. Mẹ, con thấy con gì đây mẹ? Thấy con nhỏ này mẹ. Đâu, con nào đâu? Con nào đâu? Nhỏ nè. Ồ, con cá này đẹp ha. Wow. Cái màu nó giống như cái màu của san hô với lại cục đá luôn. Nó mà nằm im, im một chỗ như thế này thì mình lặn xuống thì thật sự nó không nhúc nhích thì mình cũng không biết đâu là đá và đâu là nó luôn. Đây là hồ cái con tôm đỏ nè các bạn nè. À. Tôm đỏ cái người ta làm cái đèn màu đỏ đỏ cái khó thấy nó nằm bên đây cũng có con nữa nè. Đó ra gì chuyện đó. À ở đằng đấy có thêm con nữa nè. Đây. Ở trên cái lá này có một con cua. Cua đang nằm đó, đang nằm lẳng lặng trên cái lá mà nó nằm tìm với lại cái màu của cái lá luôn nè các bạn thấy không? Mình khó thấy nó nằm đây nè. Nó ăn cái gì đó. Ở đây người ta có dựng một cái thùng này thế như thế này và người ta ghi á là cái thùng ở trong này nó sẽ chứa đựng giống như cái nhiệt độ mà ở cái vùng Nam Cực á, nước của vùng Nam Cực như thế nào thì mình có thể bỏ cái tay mình vô. Mình đây là nước nó chảy xuống. Wow. Thì mình sẽ cảm nhận được là cái nước hiện tại đang nằm ở trong tất cả những cái hồ nước đang có trong này nó sẽ lạnh như thế nào. Oh wow. Mẹ mẹ. Mẹ, lại đây con nói cho mẹ cái này hay nè mẹ nè. Cái nước này đó sẽ là cái nhiệt độ của những cái thứ nước ở trong như thế này. Mẹ bỏ tay mẹ vô trong ơi. Sỏ tay vô. Đó. Lạnh không? Là cái nước của cái vùng mà Nam Cực á mẹ. Là nó xảy ra lạnh như vậy đó. Wow. Nước trong những hồ nước lạnh như luôn á. Người ta làm cho mình biết để mình có thể cảm nhận được gần hơn, hòa mình hơn vào thiên nhiên. Dễ thương không? Ôi ôi coi nó gần vậy sao không? Bây giờ tới cái hồ này. Nói chung cá thì mình nhìn mình biết vậy thôi chứ không biết cá tên gì các bạn ơi. Mà quá trời mấy con này luôn nè. Wow, sao nó đứng cái kiểu gì mà nó đứng im vậy ha? Không bơi đâu á, nó đứng im vậy đó. Bên dưới này còn con bự đó nè. Cũng đứng cái kiểu đứng im vậy đó. Chắc đang ngủ rồi vậy chứ. Huyền bí quá, đại dương huyền bí quá. Đây là con cua hoàng đế nè các bạn nè. Thấy cua hoàng đế không? The one in the back, baby. Yeah. Con đằng trong đây nè. Oh my god, there's the one bigger. Remember you saw the one? So big, mommy. À, bự quá con ha. Đây đây những hồ cá tụ hợp những bạn cá khác nhau. Nhưng mà cũng có những bạn cá giống như là cá Nemo nữa nha mọi người nha. Đó, coi trời 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 trời. Trời đi nguyên đàn kìa. Đẹp ghê không? Look, Elmo, I saw him. Elmo, I see her. Nó tầm bậy không? Trời đâu kết cắn lộn với nhau chạy chạy coi nó cắn lộn với nhau kìa chạy. Thấy chưa? Cái nón, mình lộn cái thấy mấy con cá này đúng rồi, hồi bữa hôm phú thấy không? À, cái con màu xanh, mẹ thấy rồi, con màu xanh, mẹ thấy. Đẹp quá con nha, cá màu xanh đẹp quá con nha. Con lặn xuống biển, con đổi cái nón nè. Thấy cái con này không? Dory. Dory. Dory.
Dory đâu? Dory màu cam đâu? Dory, right there. Right there. Right there. Ồ, cắt lộn rồi mẹ nè. Rồi, bây giờ tới cái khúc này là sẽ là những con cá rất là nguy hiểm. Vô trong đây. Chắc có cá mập trong này á. JD, there's gonna be a shark. À, mình phải bước lên cái này, phải bước lên cái này chứ không có được đi ấy. Bước lên. Thang máy dẫn mình qua. JD, đứng ngay chỗ này nè, JD. Wow, nằm ở dưới kia hình như con này là con cá mập thì phải nè. JD, JD, nhìn con này phải cá mập không chị? JD, look at that, is that a shark? Laying right there, down on the floor. Yeah. Đó. JD, look. Kìa, kìa, cá mập kìa. Ah, baby shark. Ghê chưa chay? Thấy ghê chưa? Sợ chưa? À không, nó không có cần mấy cái con đó, nó chưa ăn mấy con đó. À, ở trong đây đẹp quá, ở trên đầu mình là nguyên một cái bể nước luôn mẹ. Giờ mình chung vô nguyên một cái ống nước luôn nè. Này chụp tấm hình đẹp nè ngoại nè. Mày đứng đây đi con chụp cho ngoại tấm hình. Chạy đi, chụp hình với ngoại rồi con. Đây 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 con tắt con chụp cho mẹ tấm hình. Cá mập kìa cháy kìa. Jamie, that's not a safe place to sit. Daddy, can you hold her? Cái hồ này toàn cá mập mà. Cái răng đó kìa, coi cái răng đó kìa. Ghê chưa? Ồ, cái răng ghê chưa? Trời, mình không xuống đây sao mình thấy được cái răng của tụi nó chạy. Thấy chưa chạy? Chạy, cá mập trên đầu con kìa chạy. Đây nè, đó nè, đây nè. Cá mập chứ xấu gì. Hả? Cái chơi kia đó. Rồi đi, đi ra coi cá xong rồi đi chơi đó. Cái con này giống cái con mà bữa mình đi ăn diêm tung tắc á. Là nó nằm ở trong hồ á, cái con này giống như Trang vậy nè. Nó bự một cách kinh khủng, trời đất ơi. Cháy, cháy, cháy. Cái con này là nó bự hơn con gấp 4, 5 lần, 5, 6 lần luôn á chạy. Trời ơi, nó bự. Bự dữ vậy trời. Yeah, I see it baby. Wow. Khủng khiếp. Cái này là cái size con này gọi là khủng khiếp. Con này nó nằm ở trên cái kiến luôn nè. Mà cái mũi của nó dài cực kỳ luôn. Đó, thôi nè. Đó. Đi chơi đi, nhìn thấy chưa chơi. Để con mặt nó mắc cười vậy trời. Mặt mắc cười giống chay vậy. Ngoài kìa ơi, trên đầu ngoài kìa. À. Trong hồ này chắc sơ sơ cũng chắc mấy chục con cá mập trong này. Sơ sơ thôi. Tính sơ sơ thôi. Daddy look, smile. Hồi nãy cũng có con kia nằm im vậy mẹ. Rồi, con kia, à, con này nó dài hơn con kia. Con này nó dài hơn con kia. Hình như cái đuôi nó bị gì kìa, hay là cái gì dính vô kìa. Hay là bị gì nè. Cái gì á, dính lên đuôi nó kìa chắc bệnh rồi quá. Mấy con này trong đây bệnh là người ta chữa trị hết à, khỏi lo. Hi JD, you see me JD? Trời ơi, coi kìa, coi kìa, coi kìa. Ồ, watch out. Rồi, coi chừng con, ui, trời ơi. Cá kìa, cá này cá mập và cá mập nhỏ. Rồi, nó đâu rồi? Có nguyên một cái đường ống luôn ở trong đó đi cho mấy đứa nít đi vô ngoài. Đó, đi vô. JD, đi ngang cái đường ống cho mẹ coi. Đi ngang cái đường ống, để lên cho mẹ coi. Rồi coi, đi ngang đường ống coi. Đúng rồi. Trời ơi, dữ dằn chưa? Trời ơi, nó làm kìa. Trời, anh vô nằm kế bên. Ngồi dậy liền. Ủa sao kỳ vậy? Tự nhiên người ta đang nằm, vô nằm kế bên kìa. Nằm kế bên, hoảng quá, không ngồi vậy luôn. Tăng gái mà. Đi luôn, trốn luôn. Okay. Hi JD, how was it? Ủa chạy, con đang nằm cái tự nhiên anh kia chạy lên nằm kế bên hả? Ừ, gỗ ta. Con có kêu anh không? Hả? Cái gì vậy? Ăn gì vậy? Nói tiếng gì coi?
No, no, phải tiếng Việt à. You didn't answer mom's question. Con nói tiếng Việt mà. Ờ, nói tiếng Việt mà con muốn hỏi mẹ cái gì, con muốn hỏi mẹ cái gì. Mẹ ơi, con thích ăn kẹo mà ba không cho con. Rồi, bà ba cho chay miếng kẹo đi. Open up. Yellow. Okay, open. Everything's open. Open up. Put it in her hand. Put it in her hand. Vô tới phòng này thì đây là cái phòng mà cho những con sứa biển. Wow, mẹ thấy con sứa đẹp dễ sợ không mẹ? Chạy đi, nhìn sứa biển kìa, chạy đi. Con sứa, con jelly, jellyfish. Oh, đẹp ghê mẹ ha. Đẹp cực kỳ đẹp ha. Cái này mà ai mà chưa đi coi lần nào không ha? Giờ đổ màu nữa. Đẹp quá trời đẹp, đổ miết màu vậy đó. Wow, mấy cái con này nè, nó cái hồ là cái hồ riêng, người ta cho mình bỏ tay xuống luôn. Nè, tới đây cái người ta cho. Mà mấy con này nó dưới đây quá trời nè. Lâu lâu cái nó lượn lên là. Oh, look at that. Oh. Oh. Trời đụng được nó luôn kìa, mình lùng quá, cái tay mình lùng mình giới tới nó nổi. Rồi, con kia kìa, nó nằm ở dưới kìa. Đó, nó nằm dưới đáy đó kìa. Ta đang ấy được luôn kìa. How cool is that? Coi cá xong rồi các bạn ơi. Thì bây giờ chồng Ngọc á, ảnh đã đi lấy xe và ảnh đã trở lại cái chỗ để rước cả nhà mình. Một cái bữa coi cá rất là vui. Một cái bữa coi cá rất là vui, chay cũng rất là vui luôn, thích thú. Và cái món quà cuối cùng trong ngày hôm nay chay có được là một cái con rùa. Chay mua được một cái con rùa. Khoe bà cô chú con rùa của mình đi. Rồi, ok. Get go. Lên xe. Một chút xíu về cái Chinatown ở ngay cái khu mà Ngọc đang đi ngay thế này các bạn. Thì mình đi ngang qua mình cũng thấy rất là nhiều cái nhà hàng hoa, cũng có những nhà hàng Việt Nam, có rất là nhiều cái giống như là những cái bạn trẻ ở cái khu này nè, đi vòng kia nhiều. Hiện tại bây giờ là buổi chiều nè, chiều 4 giờ chiều, nắng còn nhiều lắm. This is like a college next to us. Hàng chi? Chồng Mộc anh nói hả, cái nhà gần ở đây có cái trường cao đẳng nên là thấy quá trời người. Like it's a mấy bạn trẻ now. Mấy cái bạn trẻ đi vòng ở đây. Look, that road is named College Street. À, có con đường này tên là College Street, là con đường giống như là làng đại học vậy, nói gì cho dễ hiểu. Làng cao đẳng, làng đại học rồi này kia ở cái chỗ này á. Nó là cái quá trời nhà cao nè. Huron. Nó cắt ngang qua. Hả? Ok, quẹo trái. À. Đó, cái kiểu giống cái kiểu của Chicago. Các bạn nhìn cái chiếc xe bus ở bên này nè các bạn. Mẹ nhìn chiếc xe bus kìa mẹ. À, cái đầu của chiếc xe bus nhìn giống y chang như là xe lửa vậy. That's not a bus, that's a trolley. What is a trolley? See the tracks in front of us? Yeah. It rides on those tracks. Oh, cái này you không. See the cables above us? Cái này không phải là xe bus mẹ. It uses electricity from the cables. Yeah, cái xe này là nó chạy theo cái đường mà ở dưới đường có đường rầy. Nó chạy theo cái đường rầy đó. À, ngộ ha. Chiếc xe tới 5 ngăn. Yeah. Đây, đây là hai bên đường nè. Đi ngang ở trong đây thì mình cũng thấy được cái cảnh nhà xung quanh cái nhà ở Toronto, Canada. Đó, đây là những cái xóm nè, xóm nhà nè. Giống cái kiểu cũng giống y chang như Chicago vậy mẹ. Mà thấy không mẹ? Makes you think of Chicago. Yeah, make me think of Chicago. Yeah. Cũng yên tĩnh, yên bình. Anh này anh chạy xe đạp, anh đi giao đồ hay là gì á. Đây,
Đó, giờ hoành ra, tự nhiên vô cái hẻm rồi xong rồi hoành ra con phố. Wow, the silver dollars room. Mm-hmm. What is that? Cái đó là cái gì á? Ừ, cái anh đó, anh đang quay cái anh này, anh đi... bạn này bạn đi cái gì đó. Đang quay những cái thước phim, bạn này bạn chạy cái gì đó. Đập bà tin, bà tính gì đó. Không phải chơi cái gì bên này tiếng... À, trực gián, nói trực gián cho dễ hiểu. Quay những cái thước phim bạn nó chơi trực gián này. Đây, bây giờ là hai bên đường nè. Hai bên đường các bạn sẽ thấy rất là nhiều nhà hàng. Nhà hàng hoa nha các bạn nha. Cũng có cái chợ nhỏ nhỏ kìa. Đây, tòa nhà. Ủa, giờ đi vô nữa hả? Wow. Vô đây hả? This is the back alley of it. Oh, không, vậy này đây đằng sau. Yeah, I don't want to turn. Này, những cái nhà nè. Mọi người thấy nhà ở Toronto không? Gần ngay chỗ cái phố người Hoa. Những cái nhà này gần phố người Hoa nè. Vừa đường này, đầu đường này đang làm nên là hơi bị bụi, hơi bị dơ, hơi bị cồng kềnh.